Mùa xuân năm 1936, Lâm đoàn trưởng tốt bụng mang theo một con hồ ly đến Nam Hoa Tự viếng thăm lão hòa thượng. Con hồ ly này có bộ lông màu trắng bạc mượt mà, mõm trước nhô ra, lông trên cái đuôi nhỏ dài xõa tung ra, thật là khiến người khác yêu thích. Lão Pháp Sư, nếu như nói đến lai lịch của con hồ ly này thì thật là kỳ lạ vô cùng. Vậy mà bắt được một con hồ ly. Ê, lông toàn thân của con hồ ly này đều là màu trắng, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Trong lúc người thợ săn đang chuẩn bị giết con hồ ly này, lại nhìn thấy ánh mắt van nài của hồ ly đang nhìn mình, hơn nữa còn rập đầu nhiều lần. Hey, thôi bỏ đi, ta tha chết cho mày đây, để ta đưa mày đến sở thú. Sau đó người thợ săn vì chuyện gì đó mà bị bắt vào ngục. Các người bắt nhầm người rồi, tôi vốn không phải làm chuyện đó, tôi bị oan rồi. Lời đó anh hãy để dành đến cục cảnh sát đi, nói với cảnh sát trưởng của chúng tôi. Đi nhanh đi, chúng tôi chỉ nhận lệnh đến bắt anh thôi, có chuyện gì sau khi đến cục cảnh sát rồi nói sau. Tôi bị oan rồi, oan cho tôi quá. Mặc dù vụ án đó không phải là lỗi của anh ta, nhưng vụ án này kéo dài mãi không giải quyết được. Vợ của anh người thợ săn vì lo lắng cho chồng, do đó mà tìm đến vị thầy bói hỏi xem hôn kết thế nào. Đến đây cô hãy rút một cái thẻ trước. Dạ. Vụ kiện tụng lần này của chồng cô là quả báo do liên quan đến Bạch Hồ Ly mà ra. Hả? Vậy tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao mới cứu được chồng tôi? Cô nên nhanh chóng đưa Bạch Hồ Ly đến chỗ lão hòa thượng trụ trì Nam Hoa Tự, thỉnh hòa thượng phóng sanh nó. Chỉ có như vậy khiến vụ án này nhanh chóng giải quyết. Dạ, tôi hiểu rồi. Thế là vợ của người thợ săn bèn chuộc lấy hồ ly từ sở thú ra và nhờ con đưa Bạch Hồ Ly đến đây. Nếu đã như thế này thì hãy để ta thu những con hồ ly này. Do vậy mà lão hòa thượng thu nhận Bạch Hồ Ly, còn vì nó khai thị tam quy ngũ giới. Sau đó đưa nó đến khu rừng sau núi. Con có thể an tâm đi đi, đi đến nơi mà con muốn đi hả? Mặc dù lão hòa thượng đã phóng sanh Bạch Hồ Ly, nhưng con hồ ly này vẫn thường quay lại chùa kiếm ăn. Chuyện càng khiến người khác cảm thấy kỳ lạ là từ sau khi lão hòa thượng truyền tam quy ngũ giới cho nó, Bạch Hồ Ly không còn ăn thịt nữa, chỉ ăn trái cây để sống. Mọi người nhìn kìa, Bạch Hồ Ly lại đến rồi kìa. Nhất định là nó đói rồi, chắc là chạy đến tìm đồ ăn đây. Con hồ ly này thật dễ thương. Trong túi tôi có ít đồ khô, cậu lấy cho nó ăn đi. Được rồi. Hồ ly, thịt khô này ngon lắm. Hả? Thịt khô thơm như vậy mà sao nó lại không ăn? Thật kỳ lạ, vậy rốt cuộc nó ăn cái gì đây? Táo ngon đây, ngươi ăn thử đi. Chuyện này là sao? Con hồ ly này không ăn thịt mà chỉ ăn trái cây. Các người có thể không biết, từ lúc lão pháp sư truyền tam quy ngũ giới cho nó thì nó không còn ăn thịt nữa. Thật là không thể tưởng tượng được. Có một lần hồ ly bị một người dân đuổi đánh. Trong tình cảnh nguy cấp, hồ ly giống như một chú khỉ, nhanh chóng trèo lên một cái cây lớn, miệng không ngừng hướng về Nam Hoa Tự kêu lên thảm thiết. Đáng ghét, không ngờ nó lại trèo lên cây. Tao không tin mày sẽ không xuống. Hình như là tiếng kêu của Bạch Hồ Ly. Nó nhất định là gặp nguy hiểm rồi.
Ây da, lão pháp sư, sao ngài lại đến đây? Con hồ ly này rất có duyên với ta, mong là con có thể tha cho nó một con đường sống. Nếu lão pháp sư đã nói như vậy, vậy thì con không bắt nó nữa. Con hãy từ từ xuống đây. Từ đó trở đi, lão hòa thượng lo lắng hồ ly lại bị người ta bắt đi, thế là đem nó về chùa, không cho bạch hồ ly sống trong rừng nữa. Bạch hồ ly này có linh tính, luôn ở bên cạnh lão hòa thượng bầu bạn. Khi lão hòa thượng tọa thiền, bạch hồ ly bèn nằm cạnh thiền tọa của ngài. Nếu như thời gian lão hòa thượng tọa thiền dài quá, hồ ly sẽ không ngừng nghịch râu của lão hòa thượng, tỏ ý muốn ngài nghỉ ngơi. Không được nghịch ngợm. Sau này, hồ ly không may bị ô tô cán phải. Nó kéo lê tấm thân di chuyển trên mặt đất một cách đau đớn, không cách nào đứng dậy được. Lão hòa thượng thấy vết thương của nó không cách nào chữa trị được nữa, thế là bèn từ bi khai thị cho nó. Cái túi già này không đáng để luyến tiếc, cần phải buông xuống, tam hối những tốt nghiệp trước. Chỉ trong một niệm mà đọa vào loại khác lại tạo ác báo, do đâu mà đau khổ. Đây là quả báo tốt nghiệp, mong con nhất tâm niệm Phật trong được giải thoát. Sau khi bạch hồ ly chết, lão hòa thượng bèn chôn cất nó ở phía sau núi Nam Hoa Tự. Loài vật không những hiểu được cách đối nhân xử thế của con người, còn biết được tâm của người này xấu hay tốt, dùng ngôn ngữ không lời để an ủi con người, khiến cuộc sống của loài người càng thêm phong phú đặc sắc. Do đó, loài người chúng ta nên khởi tâm từ bi lân mẫn, cấm sát sanh bảo hộ sinh mệnh, đối xử tốt với tất cả sinh mệnh, để có được sự hài hòa lâu dài giữa tự nhiên và con người. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.